Xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về hoàn cảnh thế giới trong 24 giờ qua. Mỹ phản ứng sau khi đại sứ quán bị tấn công bằng rốt cách tại Iraq. Israel hạ thành viên Hezbollah ở Syria. Quốc hội Bulgaria bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống, Ukraine nhận được lượng vũ khí lớn. Chán ván trước các cuộc tấn công từ Ukraine, lực lượng trực thăng Nga chạy về ẩn nấp trên bãi biển Crimea. Lữ đoàn tăng mạnh nhất như quen xuất kích, tăng Nga bị vây khốn, nổ tung trên đường tháo chạy. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTV News. Mỹ phản ứng sau khi đại sứ quán bị tấn công bằng súng két tại Iraq. Kính thưa quý vị, vào ngày 8 tháng 12, đại sứ quán Mỹ ở Baghdad đã kêu gọi chính phủ Iraq thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ nhân sự của phái bộ này. Sau vụ tấn công bằng rocket nhằm vào đại sứ quán Mỹ trong vùng xanh, được bảo vệ nghiêm ngặt ở trung tâm thủ đô của Iraq vào sáng cùng ngày. Trong một thông báo, người phát ngôn đại sứ quán Mỹ nhấn mạnh lời kêu gọi chính phủ Iraq bảo vệ nhân viên ngoại giao của Mỹ, nhân viên của đối tác liên minh và các cơ sở hạ tầng phục vụ công việc của đại sứ quán. Theo thông báo này, đã xảy ra hai loạt tấn công bằng rocket nhằm vào khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad vào khoảng 4 giờ 15 giờ địa phương ngày 8 tháng 12. Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho biết vụ tấn công phóng loạt rocket này nhằm vào các lực lượng của Mỹ và liên minh ở gần căn cứ Union 3 và khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad hiện chưa có báo cáo về thương vong sau vụ việc. Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad hứng chịu tấn công bằng rocket kể từ khi xảy ra xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ngày 7 tháng 10. Vụ việc làm dấy lên quan ngại cuộc xung đột Hamas Israel có thể lan rộng ra toàn khu vực. Mỹ đang dẫn đầu liên minh quốc tế chống tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo IS tự xưng ở Iraq và Syria. Kể từ ngày 17 tháng 10, các lực lượng Mỹ đóng trú tại Iraq và Syria đã hứng chịu ít nhất 78 vụ tấn công. Hiện chưa có nhóm nào nhận đứng sau vụ việc. Israel hạ thành viên của Hezbollah ở Syria. Kính thưa quý vị, nhóm giám sát tại Anh cho biết, ba thành viên Hezbollah thiệt mạng ở miền nam Syria sau khi Israel dùng UAV tấn công ô tô chở họ. Rami Adel -Jaman, lãnh đạo tổ chức giám sát nhân quyền Syria, có trụ sở tại Anh, vào ngày 8 tháng 12 cho biết, Israel dùng máy bay không người lái tấn công một chiếc ô tô tại thị trấn Madiat, Onbat, thuộc tỉnh Quneitra, Syria. Theo ông Abdul Rahman, một người Syria cùng ba thành viên thuộc đơn vị trinh sát và tên lửa của Hezbollah thiệt mạng trong vụ tập kích. Nhóm Hezbollah cùng ngày cho biết ba thành viên thiệt mạng, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Vào ngày 7 tháng 12, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria thông báo Israel phóng 8 tên lửa tấn công các mục tiêu gần thủ đô Damascus của Syria và một tiền đồn của quân chính phủ ở tỉnh miền Nam Quneitra, song không gây ra thương vong được tập kích tên lửa của Israel nhằm trả đũa vụ tấn công nhằm vào khu vực Israel kiểm soát tại cao nguyên Golan. Israel chưa bình luận về các thông tin trên. Kể từ khi chiến sự tại Syria bùng phát, Israel mở hàng trăm đợt không kích nhằm vào nước láng giềng. Song hiếm khi thông báo về hoạt động này, mục tiêu trong những đợt tập kích nói trên chủ yếu là vị trí của Hezbollah, các nhóm dân quân thân Iran và quân đội chính phủ Syria. Israel coi các lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Syria trong đó có nhóm Hezbollah là kẻ thù và tuyên bố sẽ tìm mọi cách ngăn Tehran tăng cường ảnh hưởng ở khu vực này. Nhóm Hezbollah ở Lebanon từ năm 2015 triển khai lực lượng lớn đến Syria để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đối phó các nhóm phiến quân. Sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas, Israel tăng cường tần suất không kích Syria. Vào ngày 8 tháng 11, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết, ba thành viên Hezbollah thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel nhằm vào vị trí của nhóm gần thủ đô Damascus. Theo tổ chức này, hai thành viên Hezbollah và hai sĩ quan vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng sau khi Israel không kích một số mục tiêu gần Damascus. IRGC sau đó xác nhận lại hai sĩ quan của họ đã thiệt mạng khi làm nhiệm vụ cố vấn tại Syria, song không công bố thời gian và địa điểm cụ thể. xin chuyển qua một số tin tức đáng chú ý khác về chiến sự Nga Ukraine. Quốc hội Bulgaria bác bỏ quyền phủ quyết của tổng thống, Ukraine nhận được lượng vũ khí lớn. Kính thưa quý vị, vào ngày 8 tháng 12, Quốc hội Bulgaria đã bỏ phiếu bác bỏ quyền phủ quyết của tổng thống Roman Rades về kế hoạch tặng 100 xe tăng bọc thép chở quân cũ cho quân đội Ukraine, đồng thời thông qua viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine. Theo hãng tin BTA của Bulgaria, tại cuộc bỏ phiếu cuối ngày 8 tháng 12 với 162 phiếu thuận và 55 phiếu chống, Quốc hội Bulgaria đã bác bỏ phủ quyết của Tổng thống Rumen Radic về kế hoạch tặng 100 xe bọc thép chở quân cũ của Bộ Nội vụ Bulgaria cho quân đội Ukraine. Thỏa thuận này đã được Quốc hội Bulgaria thông qua ngày 22 tháng 11, nhưng lại bị Tổng thống Bulgaria Ruman Radev phủ quyết vào ngày 4 tháng 12, với nhấn mạnh rằng tính mạng và sức khỏe của người dân Bulgaria phải là ưu tiên hàng đầu. Các xe bọc thép chở quân cung cấp cho Ukraine có thể được sử dụng để bảo vệ biên giới Bulgaria và giúp đỡ người dân Bulgaria trong tình huống có thiên tai hoặc tai nạn thỏa thuận sau đó đã được gửi trở lại Quốc hội Bulgaria để xét lại và các nhà lập pháp Bulgaria ngày 8 tháng 12 đã thảo luận quan điểm của mình thông qua việc bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống với đa số đơn giản, phù hợp quy định của hiến pháp nước này. Cũng trong ngày 8 tháng 12, theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine, Uniform, Quốc hội Bulgaria đã thông qua nghị quyết viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, khả năng sử dụng không phận Bulgaria để huấn luyện F-16 cho phi công Ukraine và cho phép một số lượng hạn chế nhân viên quân sự Ukraine được quá cảnh hoặc ở lại Bulgaria để huấn luyện. Nghị quyết kêu gọi Bộ Quốc phòng Bulgaria thực hiện các bước tham gia liên minh, các nước tham gia giúp Ukraine xây dựng năng lực sử dụng chiến đấu cơ F-16 mà nước này đã chuẩn bị nhận được. Trong một cuộc tranh luận về nghị quyết tại hội trường, Bộ trưởng Quốc phòng Todor Tagares cho biết ưu tiên chính trị của chính phủ Bulgaria hiện nay là giúp Ukraine bảo vệ chủ quyền của mình. Trấn ván trước các cuộc tấn công từ Ukraine, lực lượng trực thăng nga chạy về ẩn nấp trên bãi biển Crimea. Kính thưa quý vị, sau một loạt hoạt động tác chiến thành công của quân đội Ukraine lực lượng quân sự Nga đã di dời trực thăng của họ từ căn cứ không quân Shatlinka gần thị trấn Berdian đến một căn cứ mới dọc theo mũi đất Arabat, nằm trên bờ biển Crimea do Nga sắp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Theo Defense Express, hình ảnh vệ tinh đã cho thấy khoảng 20 địa điểm hạ cánh trực thăng nằm trong trung tâm giải trí Volna, nơi được cho là căn cứ trực thăng mới của Nga. Trong số này, có khoảng 10 địa điểm chứa nhiều loại máy bay trực thăng, bao gồm các mẫu Mi-8, Mi-24, K-52 và có thể là Mi-28. Điều thú vị là các hình ảnh vệ tinh từ năm 2021 không mô tả căn cứ không quân này, cho thấy rằng người Nga đã bắt đầu xây dựng các bãi đáp này vào khoảng tháng 10 năm 2022, chính xác là khi nhu cầu cấp thiết về việc di dời trực thăng của họ nảy sinh. Trước đó, vào cuối tháng 11, trang tin quân sự Bulgaria cũng dẫn các ảnh vệ tinh được đăng tải và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Twitter về một khu phức hợp bí ẩn chưa từng được biết tới với tín hiệu gây nhiễu mạnh mẽ, ngăn chặn sự soi mói từ bên ngoài dọc bờ biển Crimea thuộc vùng Sevastopol được cho là của quân đội Nga. Những bức ảnh được chụp vào ngày 24 tháng 11 bởi vệ tinh Sentinel-1 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu các chuyên gia không thể xác định bên trong khu phức hợp bí ẩn trên chứa gì bởi nó tạo ra sự can thiệp mạnh mẽ về tín hiệu, ngăn chặn sự tiếp cận của các phương tiện do thám bên ngoài như vệ tinh, máy bay không người lái. Thời điểm đó, các chuyên gia dự đoán bên trong khu phức hợp có thể là hệ thống tác chiến điện tử vô tuyến hay hệ thống radar mới của Nga được lắp đặt để tăng cường hiệu quả chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng không người lái của Ukraine, giúp bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng trên bán đảo Crimea. Theo trang tin quân sự Bulgaria, nhiều khả năng đây là hệ thống radar mới được tích hợp để bảo vệ phòng không của Nga ở Crimea. Nếu là radar thì rất có thể là những hệ thống radar tối tân của Nga có thể ngăn chặn mọi nỗ lực kết nối với vệ tinh thông qua khả năng gây nhiễu gồm Voronezh và Neboem. Hệ thống radar Voronezh với các biến thể Voronezh DM và Voronezh M có khả năng phát ra sóng điện tử mạnh mẽ, làm gián đoạn quá trình truyền và nhận tín hiệu hoặc gây nhiễu các thiết bị điện tử và hệ thống liên lạc gần đó. Bán kính phụ sống của hệ thống radar Voronezh vào khoảng 150 km. Trong khi đó, Neboem là hệ thống radar 3 chiều, di động được thiết kế để phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không, bao gồm máy bay và tên lửa. Neboem còn được gọi và biết đến với khả năng đối phó điện tử tiên tiến, có thể làm gián đoạn ngăn chặn nỗ lực kết nối với vệ tinh, thông qua việc gây nhiễu hệ thống này còn có thể gây khó khăn cho đối phương trong việc xác định vị trí chính xác của nó. Lữ đoàn tăng mạnh nhất Ukraine xuất kích, tăng ga bị vây khốn, nổ tung trên đường tháo chạy. Kính thưa quý vị, các xe tăng của Nga, Ukraine hiếm khi đối mặt với nhau trong cuộc chiến kéo dài 22 tháng ở mặt trận Ukraine. Nhưng hiếm không có nghĩa là không bao giờ. Máy bay không người lái của Ukraine từng ghi lại một khung cảnh. Hai xe tăng, một chiếc T-64 của Ukraine và một chiếc T-72B3 của Nga lao về phía nhau trong một trận chiến có vẻ mới xảy ra đâu đó ở ngay phía bắc Andrivka. Đi xuyên qua những hàng cây, hai chiếc xe tăng đã nã đạn về phía nhau cho đến khi xe tăng Nga bốc khói và rút lui. Lúc này, một chiếc máy bay không người lái chở chất nổ của Ukraine đuổi theo, tấn công và nhiều như làm kẹt tháp pháo của chiếc T-72 đang rút lui. Theo Forbes, trận chiến xe tăng trên đáng chú ý vì hiếm gặp. Ở cuộc chiến Ukraine, xe tăng thường dẫn đầu các cuộc tấn công bộ binh nhằm vào chiến hào của đối phương, thậm chí phổ biến hơn là nhắm mục tiêu vào các vị trí cách xa vài km. Trận giao tranh này cũng đáng chú ý vì nó liên quan đến lữ đoàn tăng 1 Ukraine, được coi là lữ đoàn giàu kinh nghiệm nhất trong số năm lữ đoàn tăng của quân đội nước này. Lữ đoàn Tăng Một nổi tiếng từng bảo vệ thành phố Chernihiv trong những tuần đầu khi Nga tấn công diện rộng vào Ukraine, nằm đợi trong các khu vực xung quanh thành phố. Cách Kiev 96 km về phía bắc, xe tăng của lữ đoàn Tăng Một đã giao chiến với quân Nga ở cửa ly gần và gây thiệt hại bất ngờ đáng kể cho đối phương. Tuy trận đấu bảo vệ Chernihiv kéo dài 6 tuần thành công, nhưng cũng gây thiệt hại lớn cho lữ đoàn Tăng Một. Sau đó, lữ đoàn Tăng Một lui về nghỉ ngơi một thời gian khi Ukraine để lùi lực lượng Nga khỏi miền bắc Ukraine hồi đầu cuộc chiến. Đến mùa hè năm 2022, lữ đoàn Tăng 1 bắt đầu hoạt động trở lại ở mặt trận Donetsk. Trong 18 tháng, lữ đoàn triển khai và tái bố trí các tiểu đoàn để ngăn chặn cuộc tấn công của Nga và hỗ trợ cho các cuộc phản công của Ukraine. Đến mùa thu năm nay, khi nhịp phản công của Ukraine ở miền Nam giảm dần, quân đội Nga đã huy động lực lượng ở mặt trận khác. Nhiều lữ đoàn của Nga đã tấn công vào Avdiivka, một thành trì của Ukraine phía tây bắc thành phố Donetsk. Ukraine sau đó đã tăng cường lữ đoàn tăng 1 đến mặt trận này. Chiếc xe tăng T-64, giao đấu với xe tăng Nga ở phía bắc Afdivka, có thể đến từ lữ đoàn từng bảo vệ Chernihiv này. Nếu vậy, đây là minh chứng cho thấy, bất chấp việc Ukraine nhận được hàng trăm xe tăng từ phương Tây như Leopard 1 và Leopard 2 của Đức, Challenger 2 của Anh và M1 của Mỹ, lữ đoàn tăng mạnh nhất Ukraine vẫn sử dụng các xe tăng cũ. The Business Insider dẫn lời các chuyên gia cho rằng, các mẫu xe tăng của phương Tây có khó hoạt động hiệu quả ở Ukraine trong bối cảnh thời tiết ngày càng xấu và sự kiên cố của tuyến phòng thủ Nga. Mùa đông ở Ukraine thường xuất hiện hiện tượng buồn, mưa, sương giá và tuyết, khiến xe tăng khó khăn trong di chuyển. Chính những tác nhân này đã khiến cả Nga và Ukraine khó giành đột phá lớn vào mùa đông năm ngoái. Max Kansian, đại tá thủy quân lục chiến Mỹ, đã nghỉ hưu, hiện là cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết. Ukraine đã giữ dàn xe tăng phương Tây cho lực lượng dự bị và chờ thời điểm thích hợp. Có thể là vào mùa xuân tới mới đưa ra chiến trận cho một cuộc chiến mới. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hầm thư htdnews.ptv.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp